Hello cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với shop Đồ Câu Thanh Tuấn. Thì hôm nay đến với shop em thì em sẽ tung ra một cái bộ combo cực kỳ chất lượng. Nhưng mà cái bộ này chuyên về câu hồ đến hồ dịch vụ nha các bạn. Đó. Thì hồ dịch vụ thì đa số anh em mình cần là một cái cần cứng một xíu. Máy thì nó cũng khỏe và dây cước cũng chắc, để anh em mình có thể chiến đấu với những con cá tầm khoảng chừng đa số hồ nó thả, có hồ thả cá nhỏ, có hồ thả cá lớn, nhưng mà đa số chung quy nó cũng tầm khoảng 7-8 kg, mười mấy 20, những con bò thì tầm khoảng hai mấy 30 kg đó. Thì đến với shop em hôm nay thì em sẽ tung ra một bộ combo về câu hồ giải trí nha các bạn. Bộ này chuyên câu hồ luôn, tại những phụ kiện đi kèm đây là phụ kiện của câu hồ. Anh em đem ra câu xong, nói chung là đem ra những cái môn khác chơi vẫn được, nhưng mà nói chung là thì cái bộ này thích hợp câu hồ nhiều hơn nha các bạn. Đó, thì cái bộ em có sắp xếp đây nè các bạn, cần máy cước, trống và phụ kiện đi kèm đầy đủ hết đó. Thì bây giờ em sẽ review nó, review chi tiết từng món cho các bạn luôn. Và khi mà anh em đặt hàng trong cái bộ này á, hôm nay cực kỳ khuyến mãi luôn, thì khi mà góp vào combo thì giá lúc nào nó cũng rẻ hơn các bạn mua lẻ nha. Và đặc biệt là anh em khi mua hai bộ, bên shop sẽ hỗ trợ cho bạn một cái bao đựng cần và miễn phí ship toàn quốc luôn, rất là ok đó. Thì bây giờ em sẽ review chi tiết cho các bạn xem. Đây là bộ cần ngày hôm nay nha các bạn. Cần là cần Ryobi Osaka, cái mẫu mình mới làm review cách đây vài ngày đó các bạn. Size 3m và 3m15. Thì trong cái bộ này á, thì mình làm combo cái bộ này là mình dùng cái cần Ryobi Osaka phen thường nha các bạn, phen ca thường đó, Ryobi Osaka phen ca thường nha, 3m, 3m15, tải cá tầm khoảng là 80 lb, là tầm khoảng 36 kg nha các bạn. Cái dòng đó mình mới review cách đây tầm khoảng ít ngày. Cái dòng máy là máy Ryobi Smart. Thì trong cái bộ này á, thì anh em có thể chọn giữa hai size 7.000 và 8.000, thì mình có cả hai size 7.000 và 8.000 luôn nha. Thì thực chất 7.000 với 8.000 nó lệch nhau rất là ít nha các bạn. Thằng 7.000 á trọng lượng là 565, trong khi đó thằng 8.000 nó có 568 mà các bạn, nó lệch nhau có 3 gram thôi đó. Thì nói chung mắt thường mình nhìn vào thì đôi khi mình sẽ không biết con nào 7 con nào 8, chỉ qua là nó ghi thông số 7 8 thôi, nó phân biệt thôi, chứ thật ra thì cái khả năng mà vô dây nó cũng ngang ngang nhau nè các bạn. 0.40 đi là 160 m, thì thằng này 0.43 160 m, nó lệch nhau rất là ít nha. Và cái khả năng match gắt của nó là 10 kg nha các bạn, match gắt là 10 kg, hai thằng như nhau đó. Thì về cước là cái dòng cước mình muốn giới thiệu với các bạn là dòng mà Barenmax Padivat, hàng chuẩn nha các bạn. Cước chuẩn 150 m, size 0.50, cái dòng này tải tầm khoảng được 20 kg nè các bạn. 20 kg. Đó, chút xíu mình ra xe đi chi tiết. Mình dòng đi sơ sơ trước. Khóa nhựt Shimano hai dòng chuyên câu hồ. Đó. Khóa nhựt Shimano hai dòng chuyên câu hồ. Về chùm nho thì trong cái bộ này mình tặng cho các bạn là 6 bộ giùm, 6 bộ nho. Mỗi size là hai chùm, ví dụ nho 6 là hai chùm nè. Nho 8 2 chùm, nho 4 2 chùm, nho này nho chiên câu cá thịt. Lưỡi là lưỡi Sesuke size số 11. Và dây là dây cái dòng Chilen. Cái dòng Chilen size Chilen 40 lb nha các bạn. Đây. Là dây 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 này dây hình dây đi 60 nè, Chilen 60 nè. 40 lb. 6 chùm nho nha các bạn. Đặc biệt là có thêm một cái chiếc nhẫn. Thì nhiều anh em gọi là nhẫn nhưng mà nhiều anh em gọi là dòng tánh thai đó các bạn. Thì cái dòng này mình sẽ gắn lên cái phần cần này nè, gắn vô đây nè, để khi mình gác cần mình giữ cần lại cá dù nó có lôi nó không rớt nha các bạn. Hoặc mình điều chỉnh cái dòng này đi để mình gác cần cho nó chuẩn hơn. Dòng này là nhiều anh em gọi là nhẫn, nhẫn hoặc là dòng tánh thai gì đó là cũng là nó nha các bạn. Dòng này dòng cao su mềm, anh em luồn vô và gắn lên trên đó. Chống cần, chống cần trong cái bộ này thì mình sử dụng cái chống cần V V chống lớn nha các bạn. Thì chống này anh em mình nó dài tới 1m2, nó dài tới 1m2 nha, anh em mình chống thoải mái luôn, phi vu luôn đó. Thì đặc biệt anh em khi mua hai bộ, trong cái bộ combo này mua hai bộ thì bên shop sẽ hỗ trợ tặng cho các bạn một cái bao đựng cần Shimano đó, và re ship toàn quốc luôn, một bao đựng cần và re ship toàn quốc. Thì bây giờ mình sẽ đi sơ sơ về cái máy câu nha. Cái dòng Ryobi Smart này thì cũng đã lâu rồi, mình cũng review lâu rồi các bạn. Nó tặng cho mình một cái bao Ryobi như thế này, bao bằng giấy nhung, có hình cái chữ Ryobi đây.
bao Ryobi nha các bạn. Đó. Hàng Ryobi này là sử dụng công nghệ của Nhật nha. Hai thằng 7.000 với 8.000. Đi với cần 3m 15 thì nó hợp lý hơn các bạn. Màu của nó là màu đen đỏ. Đỏ này thì nó cũng dạng như đỏ hồng hồng chứ không phải là đỏ dạng như đỏ đậm nha các bạn. Thằng này quýnh rất là ổn định luôn. Anh em chơi rồi thì biết rồi đó. Thằng này chơi rất là ổn định luôn. Còn anh em nào muốn mua máy riêng hoặc là cần riêng vẫn bên mình vẫn bán nha, hoặc là cước riêng, anh em có thể liên hệ trực tiếp. Bên shop vẫn cung cấp đầy đủ cho các bạn. Về cái giá chi tiết của trọn bộ thì anh em xem phần mô tả giúp mình nha. Mình để dưới phần mô tả cho các bạn á. Máy thì anh em có thể lấy cả, có thể lấy size 7.000 hoặc 8.000 tùy các bạn thôi. Thì 7.000 với 8.000 nó chỉ khác nhau ở chỗ cái thông số thôi. Thật ra thì hai cái máy y chang nhau các bạn. Về cấu tạo, về cân nặng nè, nó chỉ khác nhau về cái tên thôi, về cái size thôi. Đó, tại vì nó lệch nhau có 3g mà thì mắt thường mình không nhìn thấy được đâu các bạn. 7.000 với 8.000 á. Nấm tay quay hình bầu dục ha. Bằng nhựa cứng. Đó. Máy chạy trên nền tảng 6 bi nha các bạn. 6 bi. Rất là im, rất là mượt. 0.43 nó tầm khoảng 160m nè, thì mình chơi cái cuộn dây 50. 0.50, 150m thì mình vô tầm khoảng 130, 140 gì đó các bạn là vừa máy luôn. Câu câu cá tra thì câu cỡ 50 là chuẩn rồi nha các bạn. Càng này rất là bự. Cái càng của máy rất là bự nha các bạn. Càng máy rất là bự. Mắt gắt tới 10kg mà. Nhìn rất là, nhìn con máy rất là khỏe, rất là cứng luôn á. Đó. Ryobi sao băng. Thì hiện tại cái dòng này bên em chỉ còn cái dòng Ryobi Virtus và lại Ryobi Smart thôi nha các bạn. Còn cái dòng Genmi thì đang trên đường về. Đó. Cái dòng này nó có mã số cho mình luôn nè các bạn. Máy này cảo cá tra thì vô địch nha các bạn. Thoải mái. Mắt gắt nó tầm khoảng 10kg á các bạn. Mắt gắt tầm khoảng 10kg. Nên em chơi Vivo thoải mái luôn. Cần là phôi màu xanh. Máy xanh vàng. Còn cái máy của mình là đen đỏ. Tốc độ quay của nó là 5.0 nha các bạn. 5.0. Để mình cho cái tay quay của nó là kim loại rồi khỏi nói nha. Tay quay kim loại nè. Chân máy là composite nè. Chân máy rất là dày, rất là cứng các bạn. Cói bên trong. Cúc nó cúc cũng rất là to nha các bạn. Cúc cỡ cúc 5 ly á, găng kim loại. Cúc con này cỡ 5 ly và găng kim loại nha các bạn. Bobin full kim loại luôn. Đó. Mokin bi rất là đầm và rất là im các bạn. Bộ này kết hợp thì mình thấy là hợp lý rồi các bạn. Chuẩn luôn. Một bộ lực cho anh em mình câu hồ. Đây thì phần cước. Thì cái dòng Vadivac. Lộn. Ba Denmark. Cuộn này size 150m nha các bạn. Tải cá là khoảng 45 lb, tức là tầm khoảng 20kg nè. Delete. Size 0.50, tải tầm khoảng 20kg, cuộn này 150m. Thì cuộn này khi anh em vô dây á, thì nó rơi vào khoảng, mình vô tầm khoảng được 130 gì đó nha các bạn, chứ không hết dây. Nó tại vì máy của mình tầm khoảng có chứa tầm khoảng chừng 140 à. Là 140m là hết đát nếu mà anh em vô cứng á. Còn anh em nào siết cứng thì có thể 150m vô hết luôn. Đó. Tải này tầm khoảng 20kg, cước màu xanh nha các bạn. Hàng này cũng chuẩn nè. Em có cá tra thoải mái luôn. Về khóa thì mình sử dụng khóa Shimano 2 dòng. Cho anh em câu thì đỡ mất lắm nha. Ví dụ mình có quên đóng cái khóa thì nó cũng không mất cái bộ phận khóa của mình. Còn trường hợp nhiều anh em mà khi mà móc nho mà cứ quên đóng lại là nó hay bị ruột cái khóa này lắm. Khóa này khóa loại lớn nhất nè. Mình lấy cho các bạn cái loại lớn nhất. Này khóa 2 dòng. 2 dòng nó giữ cố định này luôn các bạn. Nhìn cố định này luôn nè, nó không có rớt ra. Thì cỡ này anh em tải cá là Vivo rồi,
khó mà quát lắm. Bắt bò cũng được nữa. Nho thì mình có 6 chùm cho các bạn. Có 6 chùm nho nha. Mỗi size 2 chùm, 2, 4, 6. 6 chùm nho đi câu cá thịt là vivo rồi. Thoải mái luôn. 6 chùm móc bánh tráng thôi là quýnh là thoải mái luôn rồi các bạn. 6 chùm nho. Đây nho đây. Chùm này chùm nho 8. Cho bên mình thắt cũng rất là đều và rất là đẹp nha các bạn. Lưỡi là lưỡi Sasuke là lưỡi sét á. Lưỡi sét size 11. Đầu quấn rất là đẹp. Đây. Đó. Nho 6 chùm. Thêm một chiếc nhẫn nữa nha các bạn. Nhẫn này. Nhẫn hay là dòng tránh thai thì anh em gắn vô cái cần, gắn vô chỗ này. Mình luồn từ đít lên nha các bạn. Cái này mình luồn từ đít lên. Đó. Mình kéo ra mình luồn từ đít lên đây. Lên tới này, mình để ở khu vực này. Cho anh em mình ví dụ mình gác cần, mình có cái dòng này mình muốn gác ở đâu cũng được hết á, nó không bị tuột. Đó, mình gác thì vừa với cái chống, có cái chống V này các bạn. Đây. Tích hợp với chống này nè, cho nó giữ lại, nó giữ cố định lại. Kiểu vậy nè. Đó. Chống này 1m2 lận nha các bạn. Chống V 1m2 lận á. Thì anh em lấy hai bộ bên shop sẽ tặng cho mình thêm một cái bao đựng cần. Vào reship toàn quốc luôn. Này là cây 3m15. Tải cá 80 lb. Khoan chân ca. Khoan chân ca phôi sáng ít màu xanh. Ngọn của nó là ngọn 4 ly. Ngọn 4 ly anh em tải hai chùm nhỏ 8 là thoải mái luôn. Nói chung tải mồi gặp cá ký là thoải mái luôn các bạn. 3m15 thì quăng xa hơn, 3m thì quăng gần hơn. Anh em nào xác định búng hồ lớn á thì lấy size 3m15. Còn anh em nào đánh hồ nhỏ lấy size 3m là vừa rồi. Đó. Nó là trọn bộ nha các bạn. Trọn bộ rồi mà cần nè. Cần 3m, 3m15 anh em chọn size nào cũng được. Máy thì 7.000, 8.000 anh em chọn máy nào cũng được. Cước thì size 0.45, một cuộn 150m, với lại 6 chùm nho với một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn của cần á, với lại một cây chống. Đó thì cái giá chi tiết mình để dưới phần mô tả. Còn anh em nào mà lấy hai bộ cùng một lúc á thì bên shop sẽ tặng cho các bạn thêm một cái bao đựng cần. À, lấy hai bộ cùng lúc á thì bên shop sẽ tặng cho bạn một cái bao đựng cần và miễn phí ship toàn quốc cho các bạn luôn. Đó. Tức là bao ship tận nhà. Các bạn được khui hàng kiểm tra trước khi các bạn thanh toán. Máy Ryobi, cần Ryobi. Cước Gilead. Đó. Thì nói chung cái bộ này nói chung cũng khá đầy đủ cho anh em mình đi câu hồ rồi nha các bạn. Chỉ cần mua mồi nữa là vô hồ câu được rồi. Quan trọng là cần mồi nữa là câu được nha. Đó thì mình đã sơ những cái bộ phận mà những cái sản phẩm đi kèm trong một bộ hôm nay. Thì anh em nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp với shop theo hai số điện thoại em có để trên màn hình. Anh em nào có thể đến liên hệ trực tiếp hai số điện thoại á, kết bạn Zalo, Facebook để em có gửi hình ảnh hoặc là trao đổi qua đó cũng được. Còn anh em nào ở gần khu vực Hồ Chí Minh á thì cứ tới trực tiếp shop em luôn. Địa chỉ em có để trên màn hình đó các bạn. B5 đường 672 Phước Long B quận 9, gần ở chỗ Ủy ban quận 9 á. Anh em có thể đến trực tiếp shop lấy hàng luôn nha các bạn. Đó. Bộ gần câu này nhìn rất là đẹp và rất là ok nha các bạn. Rồi, thôi clip này em xin kết thúc tại đây nha. Anh em nào có nhu cầu mua bộ này thì cứ liên hệ sớm với em. Giá thì em để chi tiết dưới phần mô tả đó. Anh em nào không tìm thấy giá thì có thể gọi trực tiếp với em thì em sẽ báo giá cho các bạn luôn. Cần Ryobi, máy Ryobi. Đó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo nha.